bắt tạm giam nhóm bắt cóc nhân viên karaoke 15 tuổi đưa vào khách sạn hiếp dâm. Sáng ngày 3 tháng 11, Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với các nghi can có hành vi bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke mới 15 tuổi gây xôn xao dư luận. Theo đơn tố cáo của MT, 15 tuổi, nhân viên quán karaoke tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, trước đó vào chiều ngày 31 tháng 10, tại quán có một nhóm khách đến ăn nhậu và hát karaoke. Trong đó, có một đối tượng đặt vấn đề để đi qua đêm với em. Mặc dù MT không đồng ý nhưng nhóm trên đã khống chế, đưa MT lên ô tô đến một khách sạn ở thị trấn Liên Hương. Tại đây, một đối tượng đã đưa MT vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan. Đơn vị đã xác minh được các đối tượng trên gồm Lê Anh Tuấn, 39 tuổi, quê Quảng Bình, là phó giám đốc một công ty tại Bình Thuận, Trương Đình Vinh, 32 tuổi, ở thị trấn Liên Hương, Nguyễn Văn Hùng, 41 tuổi, quê Nghệ An, Nguyễn Văn Chiến, 23 tuổi, quê Hà Tĩnh, và một đối tượng tên Sơn, chưa rõ địa chỉ. Trong đó, đối tượng Lê Anh Tuấn là người đã khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với MT. Đối tượng Lê Anh Tuấn, theo Đại tá Phạm Thật, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, trái với đạo đức xã hội. Khi nhận được đơn tố giác của bị hại, ông đã trực tiếp cùng các đội nghiệp vụ đến trụ sở Công an huyện Tuy Phong chỉ đạo làm rõ. Ban đầu các đối tượng rất tự tin mình sẽ thoát tội. Sau một đêm đấu tranh, đơn vị đã đủ cơ sở thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Tuấn và Vinh để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các hành vi và những đối tượng còn lại được các đơn vị tiếp tục làm rõ.